F88 là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho vay siêu nhanh bằng ô tô, đăng ký ô tô, xe máy, đăng ký xe máy, điện thoại hay là laptop. Trước lùm xùm liên quan đến công ty này thì nhiều người đặt ra câu hỏi về những đại gia nào đang cung cấp tiền để F88 cho vay cầm đồ? Câu trả lời phần nào sẽ có ngay sau đây. Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2018, s 88 gọi thành công vòng vốn đầu tiên Series A từ quỹ Mekong Enterprise Fund 3 và vòng tiếp theo là Series B từ quỹ Granite Walk liền sau đó. Năm 2022, F88 tiếp tục nhận được khoản huy động 70 triệu đô la Mỹ từ các quỹ tài chính CLSA Capital Partner Limited và Ledable. Mới nhất thì công ty vừa huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu đô la Mỹ tương đương với 1.185 tỷ đồng trong vòng gọi vốn với hai nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam Oman và Quỹ Mekong Enterprise Fund 4. Quỹ đầu tư Việt Nam Oman là nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn lần này. Tốc độ tăng trưởng dư nợ và doanh thu trung bình của đơn vị này đạt gần 200% năm trong 3 năm liên tiếp gần đây, được cho là một yếu tố thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Dự kiến năm nay 2023, công ty sẽ giải ngân với 1 tỷ đô la Mỹ và sẽ chính thức chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO vào năm 2024 với 1.400 phòng giao dịch. Trước đó vào lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3, văn phòng F88 tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã bị khám xét khẩn cấp. Theo thông tin ban đầu thì việc khám xét nhằm thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, có mạng lưới là 830 chi nhánh trên toàn quốc, cung cấp không chỉ dịch vụ cho vay cầm cố mà còn phân phối bảo hiểm, thanh toán và chuyển tiền.